Xin chào tất cả mọi người, tôi là Bình Xuyên. Hôm nay đặt máy quay để chia sẻ với mọi người một cái ý tưởng và một cái niềm vui của tôi như thế này. Trước tiên phải nói điều đó thì tôi phải nói là tôi bản thân nguyên là một chiến sĩ của lực lượng công an. Thì trước đây làm nghiệp vụ và bên cạnh đó cũng là một diễn viên cô kết hợp làm việc với đài bên truyền hình và cũng đã có một số những dấu ấn nhất định đối với cái dòng phim cảnh sát hình sự mà rất nhiều người chắc là đã quen mặt, nhìn thấy đã quen mặt. Nhưng mà cái mục đích tôi chia sẻ hôm nay không phải là vì những cái công việc mà làm phim như thế, mà vì cái việc mà tôi có một cái bệnh mà rất là nhạy cảm, rất là khó nói, đó là bệnh trĩ. Cái việc này, cái bệnh này là khi tôi phát hiện năm khoảng năm 16, 17 gì đó. Thì đầu tiên thì nó cũng chỉ là đau rát vùng hậu môn, sau đó là khó chịu trong người, rồi là táo bón. Bởi vì tôi nghĩ là do mình, cái cơ địa của mình nó nóng thì có thể là nó sinh ra những cái khó chịu như thế. Thì đi mua nào là thuốc bổ, nào là thuốc giải nhiệt, rồi là tất cả những cái về để uống. Nhưng mà nó không thay đổi gì cả. Chính vì thế mà mới đi kiểm tra bác sĩ. Kiểm tra bác sĩ thì sau khi mà được thăm khám thì mới thấy rằng mình bị bệnh trĩ độ 2. Đấy là một sự bàng hoàng, một sự ngỡ ngàng mà tôi không nghĩ rằng tôi bị trĩ. Thế thì sau khi mà lọc lại và lần lại tất cả cái quá trình của mình thì có khi là mình cho rằng cái điều kiện làm việc của mình hàng ngày, hai nữa là cái ăn uống, chế độ ăn uống của mình nó không hợp lý, cái ngủ nghỉ của mình nó không hợp lý, nó có thể sinh ra cái điều đó. Và tôi rất là khó chịu và rất là lo lắng. Khi mà bị cái bệnh trĩ này thì thú thực với mọi người rằng nó khó chịu vô cùng. Thứ nhất là đi giao tiếp nó cũng ngại. Thứ hai nữa là trong cái sinh hoạt hàng ngày để làm việc nọ làm việc kia đều là ngại cả. Đều là bị cản trở bởi vì cái tâm lý nó đã không thoải mái, cơ thể nó đã không được thoải mái và luôn luôn nó gây ức chế trong cái tâm lý của mình. Cho nên là rất là khó chịu. Mà tôi cảm giác như bất kể một chuyện nhỏ gì đó cũng có thể cáu bằng được. Mà nhiều lúc tôi nghĩ không khéo mình trở thành một thằng khó tính vô cùng khi mà vẫn cứ duy trì cái tình trạng sức khỏe như thế này. Mà cũng rất hay mà điều là cái cơ duyên ấy để tôi chữa cái bệnh trĩ này tôi cũng rất là vô tình. Một lần đi làm phim với một người anh, đó là nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng. Thì để qua những câu chuyện anh em tâm sự trao đổi với nhau thì anh Nhượng có nói rằng anh ấy vừa điều trị cái bệnh dạ dày ở một cái trung tâm thuốc dân tộc của y học cổ truyền tại địa chỉ là B31 ngõ 70 đường Nguyễn Thị Định của Hà Nội. Thì anh cũng nói rằng ở đấy chữa rất nhiều những cái chứng bệnh khác nhau. Thì trong đó những cái bệnh mà tôi chia sẻ ra đấy, bệnh của tôi đấy, thì anh bảo là cứ đến đấy thì chắc chắn là sẽ được chữa được. Thì tôi có xin anh Nhượng cái địa chỉ ấy. Thì trong quá trình ấy thì tôi về tôi cũng theo dõi và tôi lần mò trên mạng, tôi xem mọi cái thông tin về cái trung tâm này thì tôi thấy rằng cũng rất nhiều những cái thông tin tốt, ví dụ như là được cái chương trình người tiêu dùng ở trên VTV2 cũng đưa tin rất là tốt, rồi là ở những tạp chí hoặc là báo người đưa tin, báo Đời Sống Pháp Luật, hoặc là những bạn bè đồng nghiệp hoặc là những bạn bè của tôi, một số người đã từng qua trung tâm này để điều trị rồi thì có những lời lẽ và lời khen rất là tích cực. Thì tôi bảo thì đây cũng là có thể là một cái trung tâm mà mình cần phải đến để mình điều trị cái bệnh của mình làm sao cho nó khỏi, xem như thế nào. Thì sau khi tôi đến đấy thì tôi thấy rằng tất cả mọi điều là cũng đúng như là mọi người nói.
Một cái tòa nhà khang trang, đẹp đẽ, sạch sẽ, nhân viên y tế nhiệt tình, tận tình, chu đáo và được tiếp đón rất là nhiệt tình, được tư vấn về bệnh tật rồi thăm khám rất là tốt. Sau khi tôi lên với lễ tân thì được nhân viên lễ tân rất là nhiệt tình chỉ bảo, tiếp đón rất là chu đáo và được giới thiệu lên bác sĩ Lê Hữu Tuấn là thầy thuốc ưu tú. Là theo tôi được biết thì là đó là người cháu đời thứ 17 của danh y Lê Hữu Trác. Cho nên là bác sĩ cũng rất là nhiệt tình là thăm khám cho tôi và cho tôi một cái đơn thuốc. Và đây đã. Đây là cái số thuốc mà tôi uống còn lại sau khi có một liệu trình, một quá trình đã là mà uống. Vì đây là thuốc uống ạ. Đây là thuốc này đã được sắc sẵn, để trung tâm sắc sẵn và đóng gói vào, để cho mỗi bệnh nhân về nhà không phải mất công đi sắc thuốc nữa, mà cứ thế này là uống thôi, một ngày hai lần. Thì cái thuốc này là thuốc mà để là từ bên trong, để tạo những cái thành mạch, rồi là tất cả những cái gì mà phục hồi được là ở trong nội tạng của chúng ta, thì là đây là thuốc uống. Và bên cạnh đó vẫn còn một cái thuốc nữa, là thuốc này là thuốc ngâm, thuốc này là bên ngoài để hỗ trợ, để bảo vệ, để chống viêm, rồi là để tất cả những cái gì ở bên ngoài làm sao cho nó tốt nhất. Trong này nó có một số gói nhỏ, thì mỗi một lần là ngâm thì là một gói nhỏ pha với một chút nước, một ít nước và ta ngâm vào đó. Thì là đấy là hai cái thuốc này kết hợp với nhau sau một liệu trình điều trị. Thì quá trình điều trị của tôi ấy, thì khoảng độ 10 ngày thì tôi thấy rằng nó có chuyển biến nhưng mà không nhiều. Thì tôi vẫn cố gắng điều trị kiên trì theo những liệu trình của bác sĩ. Thì khoảng độ 20 ngày cho đến 1 tháng thì tôi thấy rằng cái tiến triển của cái bệnh của tôi là rất là tích cực. Không còn đau rát nữa, không còn ngứa nữa. Và cái búi trĩ nó bắt đầu nó được co lên, nó không còn xa xuống như lúc đầu nữa. Và cái cơ bản là cái táo bón nó đã được giải quyết rất là cơ bản, rất là tốt. Chính vì thế mà hôm nay tôi làm cái video này, tôi muốn chia sẻ với mọi người là tới đây tôi sẽ quay trở lại cái trung tâm thuốc dân tộc y học cổ truyền tại B31 ngõ 70 đường Nguyễn Thị Định này, để tôi tiếp tục điều trị nốt những cái gì còn lại trong cái cơ thể của tôi ở cái bệnh trĩ này. Bởi vì đây là những liều thuốc cuối cùng của tôi, chắc là chỉ là ngày 1, ngày 2 nữa là tôi sẽ quay lại trung tâm đó. Và tôi cũng muốn làm cái video này để tôi giới thiệu với tất cả mọi người là xem thì biết rằng đây là một địa chỉ đáng tin cậy, đây là một địa chỉ đáng quan tâm. Và ai có cái bệnh như tôi thì hãy để ý. Đấy là những tâm huyết chia sẻ của tôi với tất cả mọi người.